Dạ thưa bà. Ông là ai? Tôi chỉ là một kẻ ác bài nơi đầu đường xó chợ. Một kẻ ác mài à? Vậy ông cần gì? Bát tiền hay cơm gạo? Tôi đến đây không phải dụng ý khất thực với hàng ngàn. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại nhung nhang của lệnh bà cho thỏa lòng mộng nhớ. Cầm ngay! Gác mày hỗn láo! Mi là ai? Là ai? Bà hãy xem kẻ khốn nạn này là ai đây! Kìa!